Thưa Thầy, cho con hỏi làm sao để biết Phật tử tu theo hệ Nam truyền chứng quả Tu Đà Hoàn? Bây giờ cái chuyện mà một vị chứng sơ quả thì diệt trừ thân kiến hoài nghi với cấm thủ, cái đó nó khó quá, khó phân biệt quá. Bây giờ có cái bài test nào hay không? Thì hồi chiều sư suy nghĩ thì sư chợt nhớ là có. Bây giờ dám chơi là mình dám test nha. Test cái gì? Test như trong trường hợp vua Bimbisara bị con của mình A Xà Thế nhốt ở trong ngục giam không cho ăn uống gì cả. Thì khi đó đó vua Bimbisara, mình hay gọi là Bình Sa Vương, chỉ dùng duy nhất đề mục tùy niệm Phật, nghĩ tưởng đến ân đức của Phật bảo, và cái hỷ nó phát sanh trong nhiều ngày, ông không cần ăn, ông vẫn tươi như mới. Và đây là một cái điều đặc biệt của vị thánh mà người phàm họ làm không được. Đó là gì? Đó là khi suy tưởng về ân đức của Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Khi vị đó chìm sâu vào việc suy tưởng ân đức của Tam Bảo, cái hỷ của vị đó đó có thể mạnh tới mức mà vị đó no luôn, khỏi cần ăn, gọi là no vui. Thì bây giờ thôi, bây giờ ai mà muốn biết mình có phải tu đà quần hay không á, thì chui vô trong phòng, khóa cửa lại 7 ngày, 7 ngày không ăn không uống, chui vô trong đó quán tưởng ân đức của Phật, xem coi cái hỷ của mình có đủ để cho mình nhịn đói nhịn khát trong 7 ngày mà vẫn ok hay không, vẫn tươi như mới. Thì nếu quý vị làm được thì sư tin quý vị là tu đạo quần ha. Không biết đại đức Tuệ Tương có cái cách nào nó hay không ta? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, còn một cái chi tiết nữa mà nó ghê gớm như vậy nè, cái đại đức hiện tại không dám kể ra hay sao. Một cái chi tiết gì mới ghê nè, là không chỉ riêng là ông Vịnh Xa Dương bị bắt, ông bị bắt ở nhốt đó thưa quý vị, mà hai cái chân ông bị hành hạ nữa, hai cái chân bị cắt á, hai cái chân ông bị vua con đó, vua sẽ thế đó, cứ nghĩa là bị cắt, nó bị cắt, nó kêu bằng là giống trong kinh điển mô tả, như là ông đi đi không được luôn, nghe mùa nó cắt cắt bươm bươm cái chân, cái chân kêu bằng là rướm máu này nọ, nó trong xưa có nhớ biết có nhầm không, là nghe nói là máu máu mà nó chảy loang ở trong cái ngục giam ổng á đó, chứ không phải đơn thuần là bị mình nhịn đói không đó. Bởi vì nói chung là vấn đề mà gọi là để tu hay nên năm tu, nghe ra đây hỏi là Phật tử tu theo hệ năm truyền sao biết đó. Xin thưa, nếu bản thân cái vị này nói là bản thân mình muốn biết đó, bản thân mình nghe mình muốn biết là mình phải tu, phải nhấn mạnh nó tu đúng chánh pháp nha, tu đúng là Phật dạy, tu đúng tam tạng kinh điển Pali nha, đó đúng thầy, đúng chánh pháp thì mình sẽ biết thôi. Còn ngoài ra bây giờ đôi khi có những người họ có thể làm trò, để sử dụng chữ gọi là làm trò đó. Cũng có thể là làm những cái trò mà nó vượt qua ngoài suy nghĩ mình, có nghĩa là có những cái người mà họ cộng tác, những người mà cộng tác với họ để lừa đảo nữa. Đó. Thì có thể là họ dựng lên màn cảnh, họ có thể là tái hiện lại cái hình ảnh ở vị tu đồ hoàng, nó phải khó khăn gì vậy, tôi làm được gì nữa. Thì nó cái việc phải nên cẩn thận. Nói chung cái câu vấn đề của câu hỏi này là tốt nhất quý vị nên, nếu mà thật sự có kiến thức căn bản, nha, rồi chịu học nữa, thì quý vị không không nên hỏi cái câu này, để câu này nó thấy sẽ thấy nó hơi dư dư thừa thừa sao không. Đức hạnh tại cũng bị lòng biên mẫn, bị lòng thân tưởng mới trả lời quý vị thôi, chứ mấy câu này thật sự thì nói thật lòng nha, ở ngoài mà hỏi sư kiểu này thì im lặng không trả lời, thật sự quý vị buồn sẽ chịu thôi chứ sao vậy. Kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Chúng ta qua câu hỏi.